Báo cáo Trần Việt Quang thì nếu an ninh trật tự thì cực kỳ ổn. Còn nhưng mà hy vọng thì vì hôm nay là mới đi một vòng phát từ bên Bình Tân về đây, thì hiện tại là có 5 trạm lưu động rồi của vừa quân dân y kết hợp đã làm năm thấy dọc đường là thấy 5 trạm rồi. 5 trạm y tế lưu động. Không biết là bao nhiêu cái nhưng mà thấy dọc đường là thấy 5 cái rồi đó. Tiêm hết lâu rồi ở Bình Hà ơi. Chào Thanh Thủy. Cào toàn bộ là cào gì không? Bây giờ thì ngoài đường thì lực lượng nhiều lắm. Công an, bộ đội, dân phòng rồi liên ngành có luôn. Rất ổn, yên tâm đi. Hy vọng là trong tuần này, có thể là một vài ba ngày tới là tăng lên nhưng mà rồi sẽ xuống. Em chào anh Thanh. Con gửi camera qua cái lúa cho gì ấy. À Hương Giang ơi, cũng đỡ rồi đấy. Bắt đầu là có cái dấu hiệu là tốt, đẹp hơn rồi đấy. Chào Hoàng Yến, chào Đặng Duy Đông. Để con xài, chào Trần Thắng nhá. Chào Nguyễn Quang Sáng. Chào Minh Nguyễn. Xin cảm ơn. Chào Hoàng Châu Giang. Chào Hoàng Đào. Nói chung hy vọng là sẽ tốt. Là vì đúng rồi. Thì khắp cả thành phố thì không có đường nào không đi đâu, đi hết. Nói chung là hy vọng thì trong một vài ngày tới và phải trong tuần này nó sẽ cao và ở mức, và khi đấy bắt đầu người ta mới gom lại, người ta mới là ấy. Không có chủ quan đâu chú Tí ơi. Không chủ quan. Không thể chủ quan được. Chủ quan với địch là chỉ có chết thôi. Chủ quan với địch là chỉ có chết. Alo ạ. Dạ nói đi ạ. À, trước, chỗ, dạ. À cái đấy thì bây giờ bác điện 0906 115 115 giúp tôi đi. Bác đang ở Bình Phước đúng không? Dạ bác ở Bình Phước thì bác điện dùm 0906 115 115. Dạ. Dạ. Anh thì anh cứ điện về đấy đi. Dạ. Thì chào bến Thượng Hải. Cái gì? Con là người thân liệt sĩ ở Hà Nội. Minh Nguyễn ơi, liệt sĩ ở Hà Nội năm 18 là sao? Mình không có hiểu Minh Nguyễn à. Là sao ạ? Chào chị Đào Dương nha, chị đẹp Đào Dương nha. Bán hết Thanh Long chưa? Ship vô đây mau. Lo gì, gầy mai mốt rồi chạy ra bác Đào Dương làm mấy con vịt cho nó béo lên thôi. À, sáng nay thì báo cáo với cả nhà là ai ơi, giờ ngồi lên ngồi xuống hơi đau cả nhà. Hôm nay bị giãn cơ hay sao á? Alo ạ. À không, cái đấy là ATM oxy, là em bấm bên oxy, anh chịu xe không đồng thôi. Báo cáo cả nhà là sáng nay cấp cứu Nga mới gửi xuống cho thêm 100 cồn 30 lít, 100 bộ quần áo ở trong thùng này nữa, 100 bộ phòng hộ nữa, thoải mái xài, bà con cứ yên tâm. Sáng nay mới gửi xuống. Đó. Mới gửi từ Đồng Xoài xuống đấy. Ở Sài Gòn mà phải tiếp tế đồ từ Đồng Xoài xuống đấy. Giờ về, giờ thì chắc có lẽ nghỉ một tí rồi xin phép đi thay bộ bố Thắng. Xe hết bố Thắng. Cái gì?
Thế gọi chú này. Được không? Cái gì con? Ừ. Ờ. Chú là nói với con á, là cái đó không quan trọng, bây giờ cái đó là con không đủ ấy để kiểm tra, mà trong lúc này thờ mà không có, cứ để chạy đi về chú kiểm tra sau. Chạy đều đều ga, đừng có ép không, con cứ đi bình thường. Thằng xe thì phải chịu thôi. Cứ đi về chú tính cũng sao hết. Đừng có bàn cãi nhiều quá. Cái thắng thì mở bánh ra kiểm tra, mày không biết mở hả? Mẹ mày chứ mày chạy xe bao nhiêu năm rồi? Mẹ mày chứ, không thay thì mày mở ra kiểm tra coi mòn hay không. Không thì đánh xuống gara nào đó nhờ nó mở ra nó kiểm tra cho. Có bằng đó mà gọi tao gọi làm gì? Thằng cháu nó quản lý ở trên á, mà cái gì nó cũng kêu. Có mỗi tội mà nó đi uống bia ôm đi hay đi chơi là nó kêu chú thôi. Nó làm gì nó kêu chú đâu. Nói chung thì cũng chỉ mong một cái là thằng đó phải chịu nhiều hả? Thằng nào anh Tào? Đầu tiên ấy. À Hương Giang ơi, đồ thì em có thể mang sang cha bác thủ nhá. Không phải ế bác ạ, à, mà giải lao tí. Ế gì nổi mà ế bác. Không dám ế đâu. Mỏi chân ga, mỏi chân côn lắm rồi. Em gửi đồ thì em mang sang bên Nga. Ngày nào có xe xuống mà. Không phải là không đào tạo đâu anh Thảo Lê ạ. Giờ già rồi cũng muốn nữa, không tham làm nữa, muốn để cho nó làm. Nên cho nó bươn trải cho quen đi, kệ nó đi. Cũng giống như các anh hồi xưa đi sang ca sang kiếc thì cũng huấn luyện đâu có mấy ngày rồi đi thôi. Cái gì phải tự học tự ấy thôi. Học thầy không thầy học bạn. Xin chào Hồng Anh Quang Vinh. Cảm ơn nhiều. Giờ này thì cũng nói chung thì cũng đang phải là tốc lực. Nói chung thì cũng mong mọi người chấp hành thì xong rồi là phía trên thì có các lãnh đạo các cấp sẽ chỉ đạo một cái phương hướng tốt nhất. Đó là điều chắc chắn. Chứ bây giờ thì nói thật mà nói là cái phương châm là rất đúng. Chào trạm y tế Kỳ Phong nhá. Nói chung thì các clip ở miền Nam thì cũng có nhiều cái đúng, nhiều cái sai, nhiều cái thêm, nhiều cái bớt. Chứ cũng không phải là hoàn toàn như vậy đâu. Có cái đúng, có cái sai. Đấy. Nhưng mà mình thì cái này là mình phải nói rằng là một cái đại dịch chung chứ không phải là riêng cá nhân ai hay là riêng cá nhân một cái đơn vị hay là một cái cơ quan ban ngành nào cả. Nên ta phải đề nghị cái hướng là tích cực. Chứ ta không nghĩ cái hướng tiêu cực. Nhưng mà nói thật là mấy hôm nay là anh Facebook mạng xã hội rất là hay. Những cái mà thêm bớt này, rồi là những cái mà clip mà vớ vẩn, ví dụ như là có một thì nói phóng đại lên 10. Đó. Rồi là có những cái mặt tốt thì không đưa lên, mặt xấu thì lại trồi nó lên. Có gì mà hoàn hảo được thì anh Facebook anh cắt hết là đúng. Chào bác Cảnh. Đó
Lễ Quốc Khánh thì cái đó là cái đại cục cái chung mà. Nhưng mà trong lúc này thì không có nghĩ đến chuyện ấy. Alo. Alo anh ơi. Dạ. À nếu như bây giờ mà bệnh viện mà không có dịch thì tôi nói thẳng với anh, bây giờ tất cả cái hệ thống y tế là đều trong hệ thống Covid. Anh hiểu không ạ? Bệnh viện nào cũng sẵn sàng cái vấn đề đấy, nhưng mà anh thông báo với họ. Anh thông báo trước với họ trước khi họ đến. Anh đến để người ta có một cái luồng xanh để có cái luồng đó là luồng người bệnh đi riêng. Dạ. À. Cái này thì em không chở anh được. Là em không phải là từ chối anh, nhưng mà vì xe em là em chở toàn F0. Nói thẳng với anh, từ sáng giờ cũng 60 F0 rồi, cho nên em không thể phục vụ anh được. Vì là người anh không mà nhiễm bờ, em tránh đi lây nhiễm. Vì em chưa có cái thời gian lâu để mà sát khuẩn xe được. Vì là cái đấy là qua một đêm là bọn em phải sát khuẩn rồi đốt đèn. Đốt đèn tia cực tím, cho nên là bờ. Cho nên anh có thể vui lòng gọi cho khác. Dạ không anh ạ, anh bấm 115 và anh thông báo với họ đi, họ sẽ bố trí cho anh. Thì cái đấy bây giờ anh phải tự vận động thôi, chứ em biết làm sao cả. Dạ. 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 Em chào chị Nguyễn Oanh nhá. Bà gì Nguyễn Oanh nhá, chào Quang Tý, chào Nguyễn Quang Sáng, chào Huy Hùng. À, báo cáo với David Cảnh là lâu lắm rồi anh em mình không gặp nhau. Đồng chí Cảnh nhá, phải đến cũng phải mười mấy năm rồi đấy đồng chí Cảnh nhá. Nay nói nhiều là vì vòng đời nó xô đẩy. Sai thì không sai nhưng mà nói nhiều. Chào hàng, chào Giang. Vâng, cái này thì mình cũng biết cái gì thì mình cũng tư vấn cho họ cái đấy. Thì nó sẽ hay hơn và tốt hơn. Tốt hơn cho cả mình và cả họ. Alo ạ. Vâng ạ, tôi nghe. Em liên hệ bệnh viện trước khi em gọi xe. Em phải có điểm đến đã. Em phải có điểm đến em mới gọi anh. Em bây giờ em đưa đi đâu? Em dễ mà, tất cả mọi bệnh viện em muốn, em ở phường nào? Em ở phường Tân Tảo A. Bên Tân Tảo A thì cũng nhiều bệnh viện mà. Em cứ lên 1022 em hỏi. Hoặc là em 1080 em hỏi thì ừ. Đúng rồi, em có thể gọi 100 vì là bên quận người ta không thể đủ phương tiện để phục vụ em được. Vì là người ta vận chuyển là khác mà cấp cứu là khác, cấp cứu tại chỗ khác, em ở sao? Anh ơi, anh biết có bệnh viện nào anh giới thiệu cho em? Không em ơi, anh chịu biết anh cho em ngay rồi. Báo cáo với anh Cảnh là hôm nay Bình Dương em dám ghé đâu, Bình Dương nhanh ghê quá. Bình viên nhà anh nhà ăn rồi toàn cắt clip rồi toàn tạo dựng những cái clip là công nhân biểu tình. Bố em chả dám ghé anh. Chào Hà Phan nhá. À cái gì chị Phan Thịnh ạ? À? Dạ số em là số 0915115115 chị Thịnh nhá. Vâng, chào Nguyễn Anh nhá. Nói chung thì đã chấp nhận thì đã về đây thì cũng chấp nhận là mong muốn phục vụ được nhiều bà con. Mình có mệt một tí cũng được, mình có khổ hơn một tí cũng được. Chào Sáng Huỳnh. Nhưng mà chào Quý Võ. À, chứ còn trong lúc này thì không quan trọng những vấn đề gì. À, cảm ơn Nguyễn anh vẫn cố gắng giữ gìn em ạ. Trong lúc này thì không cần thiết bất kể một cái gì. Chào Lê Minh Hằng. Vất vả cho em, sao không vất vả được. Nhưng mình phải lạc quan chứ. Mình phải lạc quan thì mình mới có một cái xu hướng tốt để làm cho người đời. Chứ còn mình có một cái hướng tiêu cực thì mình sẽ sai lệch vấn đề. Chào chị Nguyễn Vân. Chỉ có ông Thái Phương là ông ngồi nhà ông dòm rồi ông chửi thằng cháu thôi chứ ông. Còn ông Hồ thì mấy ngày nay ông sợ thôi. Ông nói chuyện dịch là ông hoảng rồi. Chào chị Bông Thỏ nhá.
Không, cũng rảnh đâu, cũng mới về chị ạ. Vì hôm nay hai chú cháu cũng sơi nhiều quá rồi. Ăn miếng rồi uống viên thuốc. Không, mình cũng bình thường thôi, anh chị bình thường chứ không giỏi đâu. Cái gì đây bên cái anh? Lâu lắm, mười mấy năm rồi không gặp đồng chí Cảnh. Cảm ơn Quang Tý nhá, cố gắng. Chào chị Lương Vân. Quả này mà lúc này có chị Lương Vân đây mà cho phát ngâm chân thì sướng. Dạ, cảm ơn bác Phạm Văn Hải nhá. Bác Phạm Văn Hải ở đâu em thấy là lạ thế nhỉ? Dạ, số điện thoại tôi là 0915115115. Ô con trai, Nguyễn Khải Minh ơi, ở nhà cho ngoan nha con, đừng có đi đâu nhá. Ô em chào anh Trần Hảo. Phú Yên có tốt không anh Hảo ơi? Chào Nguyễn Thiên. Trong lúc này thì lực lượng anh em cứu thương mình thì rất là mệt, nhưng mà thôi cố gắng đi. Làm được cái gì cho đời thì cố gắng giúp người giúp đời. Trong lúc này ta chưa lấy tiền thì mai mốt ta lấy sau, không lo đâu, còn thoải mái để mà lấy. Trên trung lo này cứ giúp người đi. Cảm ơn Nguyễn Ngọc Phương. Phú Yên ổn ra, ổn là tốt rồi. À rồi ok. Nhớ rồi chú Hải ơi. Chào nhà rạp tháng 8. Nói vậy thôi chứ không phải gửi đâu chị Lương Vân ơi. Hết chị em ra có bằng giờ mà. Rồi cảm ơn nhiều nhà rạp tháng 8 nhá. Hôm nay thằng em trai em cũng ở Cao Bằng đi vào đây tăng cường chị Lương Vân. Giờ mới đến Phan Thiết, chắc tối nó mới tới đây. Vâng, xin chào Nguyễn Toàn. Vì bây giờ thì cấp cứu là từ sáng giờ thôi, là chứng di chuyển. Còn giờ sau giờ này thì đi dã chiến. Số lượng khách đã đăng ký ở trong rồi thì sẽ đưa họ đi bệnh viện dã chiến. Thì hy vọng rằng thì hy vọng và cái tầm nhìn thì chắc có lẽ không đến là hết tháng 9 đâu. Thì sẽ ổn hơn rất nhiều. Vì cơ bản là có nhiều mấy ngày qua là tăng lên nhiều là do nhiều vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là con người mình không chấp hành ra ngoài nhiều quá. Cái thứ hai nữa là cứ sợ chết đói. Cảm ơn chú Phạm Văn Hải. Rồi là bắt đầu đi mua đồ. Mua đồ. Rồi là cái sát khuẩn không có tốt. Rồi là cứ bê đồ người này bê qua người kia thì có gì đâu. Đơn giản thôi. Là nó dính thôi. Ở nhà mưa to hả con? Ở dưới này không mưa con à? Dưới này không mưa, trời đang hửng nắng. Thời tiết đẹp. Ở nhà cố gắng phụ với mẹ với thầy đi để mà làm cơm làm nước cho trên bệnh viện ăn nhé con. Thời tiết Sài Gòn thì ngày hôm nay tương đối đẹp, hơi âm u nhưng mà mát mẻ. Nhưng mà muốn thì nắng thật to, muốn nắng thật to thì nó tốt hơn cho cái dịch. Cảm ơn Phạm Hà nhá. Sức khỏe thì nó cũng đến vậy thôi. Đây. Hôm nay bị thần kinh liên sườn cả nhà. Đấy. Giờ này là cũng gần hết cái giờ mà
tan tầm tan ca rồi đấy, thì cũng có những cái người mà đặc biệt thì mới ra đường thôi chứ cũng không ai dám đâu. Đó, đây là đường Cách Mạng Tháng 8. Vắng te vắng ngắt chứ không phải là. Chào chị Nguyễn Thủy nhá, anh chị khỏe không? Rồi, đây là xe của các đơn vị chủ quản người ta đi. Rớt rồi bác. À bé hả? Đó, Sài Gòn mà như vậy là quá vắng rồi đó. Chào chú bộ đội Bình Nguyên ơi. À, Phạm Hai, Hoàn vào đây tăng cường. Hoàn là đi theo lực lượng của Bộ Tư lệnh Biên phòng. Tối nay Hoàn nó mới vào đến đây. Cảm ơn bác đi Trần Tý nhá. Rồi. Những xe đấy là xe chở người tập thể đi làm với là những người hoàn thành cách ly. Đó, mọi người ngắm một tí. Cảm ơn chị Thủy nhá. Trong lúc này thì không có ai mà dám mà nói mà ra đường đâu. Chào Phạm Lanh Lanh. Đó, mọi người cứ ngắm nhìn đi đường phố vậy đó. Chào Bùi Quân nhá. Thì 36 ngày chưa gặp cho mà không phải đau lưng bị giãn dây chằng. Cái này chắc là do nó trái mánh hay sao á. Nhưng bây giờ đâu có thác, có thang gì mà uống. Xe sau. Giờ này là cái giờ tan tầm đổi ca của các đơn vị lực lượng chức năng cũng như là các cái ban ngành. Đi hả con? Cắm cái máy nó vô đi sạc đi. Đó. Đường phố vắng như vậy thì đáng vui hay đáng buồn? Vui là chấp hành tốt, nhưng mà buồn cái là vì cái đại dịch mà làm đâm ra vắng vẻ. Cảm ơn Phạm Hà nhá. Chào Trần Lý. Cố gắng an toàn thì cũng vậy thôi. Để ví dụ cái quẹt con đâu rồi? Mày con nít mà hút thuốc hút thang gì cho nó nhiều. Để người lớn người ta hút thuốc. Con lấy cái quẹt xe chú rồi nè. Xin kính chào nơi ấy tìm về. Hôm nay nói thành phố mà không vắng hơn á. Không đủ tiền mà nộp phạt đâu. Nhốt luôn á. Giờ là quân lệnh như sơn. Giờ là quân lệnh như còn gì nữa, làm gì còn được không? À không Hương Giang à. Cơm thì anh ở đây có
đăng ký nấu ăn ở đây. Và có phòng nhì ở Sài Gòn lo cho ăn. Không lo. Cho đồng xoài thì chỉ có làm cơm để cho cái số hiện tại thì chùa Quang Minh với Nga đang là đảm nhiệm cái cơm cho số anh em trực ở Covid mà điều trị Covid mà cách ly đó. Một ngày hình như cũng 6-70 suất gì đấy để cho anh em ở trên đây ăn. Chào Huyền Hương. Chào Nguyễn Tú Tâm. Nói chung là bây giờ chỉ mong một điều thôi. Nếu như mà hôm nay là 30 mấy ngày rồi, nhưng mà chỉ có 2 tháng thôi thì phải rút về thôi. Dù đến đâu thì cũng phải rút. Nhưng mà chưa đến 2 tháng là mong rút sớm hơn nữa. Nếu mà rút hơn sớm một cái là về làm một chuyến liệt sĩ, là chơi một vòng nguyên phía Bắc để trả thù. Chứ tức lắm rồi. Chào Nguyễn Minh Trang. Vâng, tất nhiên là phải bảo trọng. Thì cái này nó không trừ một ai hết á. Thanh niên to khỏe vạm vỡ đến mấy. Chào Thảo Khương. Nhưng mà nó lật đổ có một tí thôi. Nhanh lắm. Phải nói nó ghê gớm thật. Không thể tưởng tượng được. Ô, chị Thảo Nga ơi, chị khỏe không? Trong lúc này mà chị muốn mời em muốn mời chị cũng chịu ấy chị nhờ. Nói thật, nói ra thì chào Huyền Hương. Nói vậy chứ Hùng Nga là thuộc dạng bản lĩnh ghê gớm lắm á. Nói thật đấy, những người mà quê hương Nghi Xuân thì biết Hùng Nga là như thế nào rồi. Bản tính lì là lì từ nhỏ chứ không phải giờ. Nhưng mà trong cái cuộc chiến hôm nay thì vẫn lung lay đấy. Thôi chị ơi, em qua quận tư suốt. Quận thư điện thoại thì suốt, nhưng mà em không dám ghé chị đâu. Chào kẻ hành khất nhá, kẻ khất hành nhá. Vẫn khỏe, vẫn ổn hiện tại. Nhưng mà vô đây thì mới thấy trong cái cuộc gian nan này cực kỳ gian nan. Nhưng mà Hùng Nga thì không bao giờ muốn, dù có khổ đến mấy, có mà trong nỗi sâu thẳm đến mấy thì cũng không bao giờ nói đâu. Là vì mình phải đưa cái bản lĩnh, và mình phải có một cái bản lĩnh để cho những người xung quanh mình an yên. Vâng, chào Kim Thanh. Chứ bây giờ mình mà hoảng loạn nữa thì làm sao? Thực sự nhiều khi nói thật sự luôn. Có nhiều khi mà gặp những cái hoàn cảnh trớ trêu mà ngại thì cũng ngại. Là vì nói vậy cho mình cũng sợ, nhưng mà mình cũng phải xông xáo lên, mình cũng phải là bảo xin nhê gì cứ làm đây anh em này kia nọ. Nhưng mà bảo vệ kỹ rồi khi đấy cùng xông xáo với họ. Đó. Phải xông xáo với họ. Đấy, xông xáo với họ là làm sao? Để mình cũng có một cái sức mạnh để động viên họ. Đó. Chứ còn nói thật mà nói là trong cái lĩnh vực nào cũng vậy. Nói vậy chứ không phải riêng mình đâu. Chào chị Yên Vân. Chào Loan Nguyễn. Lĩnh vực nào cũng có người xấu, có người tốt, cũng có cái mặt phải, cũng có cái mặt trái. Chú mới ăn xong, mới ăn cháo xong. Chứ không phải là nó hoàn thiện cả, mà cũng ai hoàn thiện mà cũng ai hoàn hảo được. Thì cho nên phải chấp nhận điều đấy. Chứ không có vấn đề gì cả. Nhưng mà thôi, cứ việc mình làm. Còn ai như nào là cái chuyện của người đấy. Chứ còn cái dòm ngó thì bình thường thôi mà. Cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nói chung ổn thì cũng bắt đầu có đào ổn. Bắt đầu là có đào ổn. Cái đào ổn đó là vì thế này. Tức là có nghĩa là mọi người cứ nhìn cái điện thoại là biết.
Nếu như mà không ổn á thì không thể ngồi live stream như thế này trong vòng mấy phút mà không có cuộc điện thoại. Là vì ngày hôm nay là các trạm y tế di động, chào bác huyện Tân Huỳnh, các trạm y tế di động lưu động đã có, sáng giờ thì gặp 5 cái, nhưng mà không biết là cụ thể cả thành phố là bao nhiêu cái, thì nhưng cũng phải mấy chục cái, thì người ta đã là đỡ hơn đấy, mà người ta đã an yên hơn. Thì trong trong cái mà cái bày binh bố trận ấy, nó cũng giống như đi đánh giặc thôi mà, là phải chuyển mọi cái tình huống, mọi cái tình thế, từng trận đánh đó. Thì cho nên là giống như hôm nay là cái xu hướng là theo như này, thì tôi được biết là sẽ tạo vùng xanh. Tạo vùng xanh có nghĩa là chào Nguyễn Xuân, có nghĩa là ví dụ như cái vùng đó bây giờ là còn bao nhiêu F0 trong, là người ta tìm ra một cái vùng khác, người ta cách ly ra, người ta đưa ra tập trung một cái vùng đấy để tạo cái vùng xanh vùng đó, rồi người ta tạo từng vùng 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 đến khi là những cái vùng xanh, thì để khi đấy á thì người ta mới là cho những cái chỉ thị mà nó nhẹ nhàng hơn. Alo ạ. Vâng ạ. Em liên hệ Tiểu An chưa? Bên bệnh viện Tiểu An có tiếp nhận anh ạ. Tức là bên Tiểu An có tiếp nhận mà chắc chắn chưa? Tại vì lần trước em gọi cho bệnh viện thì không được, nhưng mà cái chuyện kia thì đi cấp cứu thì cứ làm cứ đến đó là bệnh viện đấy nó tiếp nhận. Em bảo là bây giờ cứ đến đấy, thì nếu như bây giờ anh lấy ví dụ anh chạy ra tận ngoài tên lửa chở em lên Tiểu An mà nếu như người ta không nhận thì sao? Em ơi, anh hiểu tiếp nhận, nhưng mà em hiểu là cái từ cấp cứu á là như thế nào không? Bây giờ như người nhà em là hiện tại cái SpO2 bao nhiêu, em có máy đo không? 81 đấy cả. Này thì bây giờ thế này nha, anh sẽ điều xe cho em ngay nhá. Bây giờ em ở chỗ nào? Đọc. À con. Thôi bây giờ em đừng nói với anh, em cầm số đây, Linh ơi. Con điện số này, mặc quần áo đi, chạy ra đưa người ta vô Tiểu An thế đi. 090901 629878. Em vào kết bạn Zalo với anh đó đi. Em chia sẻ vị trí em đang ở, anh ấy chạy cho nhanh nhá. Rồi ok. Đi đi con. Đi ra ngoài mặc quần áo sau. Thì nói thật là mọi người á, là đừng có hoảng loạn. Ngày hôm nay là có 2 ca lúc mà đi đưa 56 F0 đó, là hoảng hồn, nó điện ngược điện xuôi. Thế nhưng mà cũng tư vấn cho họ là để có bình oxy thì mở lên cho thở, rồi bày cho họ các cái cách mà chăm sóc. Thì lúc này thì họ điện lại, cảm ơn anh rất là nhiều. Em cũng làm như anh nói và bây giờ đỡ rất là nhiều rồi. À, cho nên có những người thì trong cái lúc hoảng loạn là cứ đòi đi, nhưng mà đi lên bệnh viện thì lại xin xe trở về, mà khi đấy mình đâu có sắp xếp được xe để mà chở họ về. À, mình không thể sắp xếp được, mà mình từ chối thì có nhiều người thì lại nghĩ là này cái nọ, nhưng không phải là vì những khi đó xe mình có ở nhà hay là mình có là sẵn xe đâu đó. Mấy khi mà được ngồi một tí như thế này, nhưng mà vì quyết định là về nghỉ một tí để đi dã chiến luôn chứ không ấy nữa. Mà thứ hai nữa là cái mức độ người ta cấp cứu lúc này cũng là giảm bớt, là vì nhà nước đã đưa các trạm di động đó. Mà đặc biệt Sài Gòn hôm nay là có một cái mà để nói với mọi người, để mọi người cũng cần cảnh giác, tức là có cung thì có cầu, có cung thì có cầu. Thứ nhất là cái quan trọng nhất là cái người mà trong lúc này mà những cái gì liên quan đến sinh mạng của họ thì hãy đưa một chút lương tâm, đừng có quá. Ví dụ những cái máy tạo oxy này, những cái máy đo SpO2 này. Sáng nay tôi chở trên xe là có hai người ngồi cùng một lúc, hai cái máy đo SpO2 như nhau. Nhưng mà tôi thấy nó vô lý quá, thế là cầm đi cầm lại đo.
cho vô hai cái máy vô một con tay, nhưng mà một máy thì cái SpO2 là có 90, mà một cái máy một ngón tay á thì cái máy đo có 85. Đó, thì cho nên lưu ý những cái người bán, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là những cái gì liên quan đến y tế trong này là mong mọi người đừng có lạm dụng và đừng có nhẫn tâm quá. Cái thứ hai nữa là sáng ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn sáng nay tôi đi bốc ca ở bên quận 10. Thế là bị lừa. Bị lừa. Bị lừa tức là chị ấy bảo là sáng ra là có người gọi đến điện đến, biết số điện thoại luôn, biết thông tin cá nhân luôn. Bảo đi chờ gửi mua gì. Thế là kêu bán tiền xong xù luôn. Đó, cho nên mọi người lưu ý, trong mọi cái gì cũng đều có một cái kẻ hở của nó hết. Mà có những kẻ bất tấp vì tiền. Bất chấp vì tiền thì người ta có thể làm bất cứ một cái điều gì. Nhưng mà chưa, những người đấy chưa hẳn là ở đây. Biết đâu là ở đâu đâu cũng đây. Đó. Chứ còn cái mạng xã hội thì nó mệt mỏi lắm. Thôi tốt nhất là biết thì hãy nên làm, và hay là ấy, còn không biết thì thôi dẹp. Cái thành phần mà lý lịch không rõ ràng thì thôi giải tán. Đó. Chứ giờ thấy trong cái bối cảnh này rồi mà như này thì cũng đi đi con. Thấy nhiều người cũng nhẫn tâm quá. Gì yeah, bác sĩ Trần Đức Hải. Mình mà đi thay má phanh đi hả? Không, má phanh thì chuẩn bị đó hết rồi, mua hết rồi. Hôm qua phải xin cái giấy, à sáng nay chứ, phải xin cái giấy ra tận tiệm mới mua đấy. Kể nó, từ từ mấy khi mà gặp bác sĩ Trần Đức Hải nói chuyện tí. Gặp từ khi bên Lào giờ chứ phải về Việt Nam mới gặp đâu. Lâu lắm đâu gặp bác sĩ đâu. Cho nên cái gì nó cũng vậy. Thì cho nên các bạn thông cảm, sáng nay cũng có một số bạn là gọi cho mình bảo là anh ấy đăng ký chạy không đồng như nào, chạy như nào thì cho em chạy với. Nhưng mà thôi thông cảm, là vì mình cũng nói thật luôn, cái gì mà mình nắm, mình bắt trong tay mình thì mình xử lý nó được và mình biết nó được. Nhưng mà các bạn thông cảm vì thôi mình chỉ có hai chiếc xe thì mình phục vụ hai chiếc xe theo khả năng của mình. Thì mình không đưa các bạn vô được, vì đưa các bạn vô thì nhiều khi cũng lợi dụng cái đấy mà các bạn làm gì một cái mà nó trái với cái lương tâm đi một tí thì mình không vui. Sợ thì mình cũng sợ gì hết, chứ mình không vui. Đó, nó lệch cái hướng đi, cho nên thôi mình chỉ có gà nhà thôi. Đó, lính mình là... SPO2 từ 87-90, dao động từ đó. 87-90 hả? Dạ. Còn 87-90 dưới 90 thì cũng được. Cứ bảo là cứ vô bệnh viện Triều An đi là họ nhỡ, là không biết rồi. Triều An là hôm trước chú bỏ là cũng căng thẳng lắm á, chắc đơn giản đâu. Yeah. Thôi nhưng mà kể nó cầu cứu vì là chú thấy giọng nó nhỏ nhỏ. Giờ kể cho bà này là ở bên ấy mà. Ở đâu? Đồng Nai, gọi giùm cho chú. Thế bây giờ con không kêu gọi lại chú, gọi không hỏi chú chắc chân đi. Rồi con chạy qua là con gọi nó. Là đó con muốn đi rồi, để nếu như không lấy được thì con chở con đi. Nếu như không được là con chuyển hoặc được lại phòng quang thạch. Ừ, hoặc là phòng quang thạch cho họ nhé. Cảm ơn chị Thủy nhá, cảm ơn bác Nguyễn Thanh nhá. Ừ, chỗ nào ấy là con cứ đưa vô. Xin cảm ơn bác Võ Thuận. Xin chào lại Loan. Thời như này thì cũng chịu đi bác Nguyễn Thanh nhở. Cũng đâu về Hà Giang mà thăm anh em được nhở. Một năm giờ quen biết hoặc... Đây là cà phê. Nhưng mà vì uống cà phê say cho nên cái màu nó hơi khác. À chào anh là đèn còi ưu tiên. Mẹ cái bình oxy của mày nó bán luôn rồi. Hết rồi. Hết rồi. Có tí hết rồi, hết nửa bình. Vậy là trời ơi, chạy được 13 cây hết nửa bình. Đó mày thấy không? Thằng Linh nó kêu là chạy được có 13 cây số hết nửa bình rồi. Nhưng mà để ngày mai tao lên ông Dũng bà hàng tao xách hai bình to thôi.
Tao điện lên trên rồi. Vâng, xin chào thưa. À, chào đồng chí Huỳnh Ngọc Mừng. Xả nhiều vô chi, ta nói mày người ta thở cho tao thở đâu. Tao mà thở chắc phải thở 4 lít. Tao phải thở oxy lỏng á. Mừng ơi, tình hình là xe anh hết bô thắng. Có bô thắng rồi. Trong ngày hôm nay không thì sáng mai anh phải chạy xuống mày thay sớm. Mày bố trí sao để thay cho tao. Trước khi ra tao đưa xe mày thay là mày yên tâm, tao khử khuẩn hết. Mà mày với tao cũng cách nhau đúng 10 mét đấy. Mày thấy không, mới có hơn tháng hết bộ 4 tháng rồi đó. Ra đi là bảo dưỡng xe đâu đầy đủ rồi đó. Ra luôn đi con, ra luôn đi. Lấy hết đi. Lấy hết được mà, lấy hết đó. Lấy hết đi. Alo à. À cái đấy thì chị phải báo phường được trước đi chị, chứ bây giờ em giúp đỡ là giúp đỡ cái gì ạ? Thì cái đấy chị báo phường nhá, rồi phường cho hướng giải quyết thì ra bọn em mới giải quyết được nhá. Alo ạ. Alo, Trung Quản. Ai vậy? Hả? Có phải chú Hùng Cầm của Miếu ạ? Đúng rồi, chú Hùng Cầm có gì con? Con tới chú à, con hỏi chú cái. Ừ, nói đi. Con bao phủ thẳng á chứ con sẽ tiêm bất kỳ lúc đâu. À cái đó người ta đâu có tiêm con. Không tiêm đâu. Con hỏi người ta bắt nó tiêm nhưng mà không phải là... Thì con cứ báo với họ đi, cái đó con hỏi cô đi. Con thì 0906 hỏi cô, nhá. Ừ. Con Solati nó hết 1 tháng mừng ơi. Chào chị Trần Hồng Thúy, chào bác Nguyễn Duy Lê. Chào chị Nguyễn Thị Hiên nhá. Dạ không sao chị. Nói chung là da nó có đen, người có đen nhưng mà đời đừng có đen là được. Không sao hết. Chứ giờ thì đây nói thật chứ ta không có nói được cái gì đâu. Chứ giờ ta cứ bảo là đừng có nghe những cái mà nó không tốt cho tất cả, không hay. Chứ alo. Ủa là đến giờ đi đâu anh? Còn 30 phút nữa anh ơi. 30 phút nữa là anh là cái người em chở đi đầu tiên đó. Anh là giải chiến số 4 đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Vâng 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 vâng. Ở đây xuống như này. Đường phố vắng như vậy đó. Đó. Cứ khoảng tầm mấy phút lại cứ có một người mặc sắc phục công an đi qua. Người ta chia theo từng đoạn đường một. Nói chung là người có đen được. Nhưng mà đời nó đừng có đen là được. Kệ nó đi. Alo. Con mẹ em đi cấp cứu rồi ạ. À cấp cứu ở đâu ạ?
Nhà chiến số 13 là ở Bình Chánh à? Dạ đúng rồi ạ. Em ở đâu? Em ở quận 8 ạ, phố là Bình Chánh ạ. Em đã thông báo có giấy của 13 chưa? Dạ em chưa có, nhưng mà em lên Facebook của 13 giới thiệu là đấy, hiện bây giờ bệnh nhân ít nên là văn trường điều trị F0 thôi ạ. Thế bây giờ sao em không xin cái số điện thoại của bệnh viện Nhà chiến 13 là hỏi trước đi. Không, anh nhớ là cái số của họ là 0975 rồi 86 mấy 0986 511115 ấy. 0976 511115. Ờ, 511115. 115, đúng rồi là của Nhà chiến vậy. Ừ, em điền lại đi, nếu khi người ta nhận rồi thì em gửi điền lại đây rồi anh sắp xếp nhá. Ừ, ok, ừ. À, chào bác Hành Thắng nhá, ngày nay bán được lô đất nào không? Có bán được lô nào mà 2m2 không? À, bác Nguyễn ơi, ở đây không mưa mà cũng, chưa mưa mà cũng không nắng. Cảm ơn Dương Yến nhá. Chúc thì cứ chúc thôi, còn khỏe không thì kệ nó chứ. Khỏe không từng đó, không khỏe không từng đó thôi. À, chào bà Võ Kim Ngân. Bác vẫn khỏe, nấu cơm về cho bác ăn, không về bác gõ cho giờ chứ là bác. Ô, cảm ơn cô Mai Phương nhá. Dạ cảm ơn cô. Nói chung thì trong cái dịch này thì cũng hơi khổ. Hơi khổ cũng phải là riêng bản thân, nhưng mà cả gia đình, kể cả con cái. Con cái bây giờ cũng sáng phải theo mẹ lên chùa đóng cơm. Làm cơm rồi đóng cơm để đưa vào mấy khu cho mấy người y bác sĩ người ta làm ở trên đấy người ta ăn. Chào Tịnh Tịnh ơ. Không rồi, vất vả quá ạ, phải chấp nhận điều đấy thôi. Mình chung tay làm được cái gì thì chỉ có làm lúc này thôi, chứ bình thường thì đâu có quan trọng. Bình thường thì nó lại là quá bình thường rồi. Trong lúc này mình làm được việc mới là tốt, mới là hay. Vì Nga ở nhà thế nó cũng nhiều việc. Nó vừa lo cơm nước rồi nó lại vừa đi các chốt để sữa rồi nước cho các chốt người ta làm, người ta ăn uống nữa, người ta một tí động viên người ta. Bà Ngân ơi, nấu cơm đi bà Ngân ơi. Không nấu cơm về ông Hùng ông gõ cho đó. Ủa Bảo à, à Bơm đang học trường chuyên bác Hải Thắng. Không tốt tôi mừng ơi. Mày cứ lo cái việc mà bảo dưỡng chăm sóc xe cho tao là được rồi. Mày cứ lo việc đó đi. Chứ còn chuyện nắng mưa là bệnh của trời, còn là xe cọ hư là cái bệnh của mày. Dạ cảm ơn chị Nguyễn Thị Quý. Tôi cũng cố gắng khỏe để giúp được ai tôi giúp. Chuyện đời nó xoay vòng, mình cứ giúp họ đi rồi sẽ có người giúp mình. À, hiện tại đây thì anh đang ở quận 3 cô Mai Phương ạ. À? Nhưng mà hoạt động thì hoạt động khắp cả thành phố, trong và ngoài nội thành hết. Chỗ nào sắp xếp được là đi thôi, chứ không có kể. Cảm ơn bác Nguyễn Thị Quý nhá. Vì bây giờ có đi cấp cứu thì cũng không kịp nữa. Em thì hai đứa cũng đều trường chuyên hết bác Hạnh Thắng ạ. Hai đứa chuyên toán cả hai. Dạ cảm ơn cô Mai Phương.
Ủa sao lại lâu mới thấy anh Dũng Đăng? Sao mà vậy là chú không theo dõi anh rồi, ngày nào chả thấy anh. Ngày nào anh cũng quay cho maximum mà. Không, bác Việt Bùi là bác nói vậy thôi, chứ không có gì đâu Lê Văn Xã. Vì bác Việt Bùi là cùng đàn anh lính Hà Giang, lính Mặt trận Vị Xuyên với mình mà, nhưng mà lớp trước. Cảm ơn Nhung Hoàng nhá. Rồi cảm ơn Dũng Răng. Kể đó, sức khỏe có ăn đâu xài ăn đó. Yên tâm, anh sẽ xử lý xe và đưa sang chú để chú bảo dưỡng. Vì chạy nhiều chú ạ. Tức là một ngày là gần hết một bình dầu. Một ngày ấy. Hôm mà dầu đắt nhất là anh đổ hết 1.4 triệu. Còn mấy hôm nay dầu xuống là đổ hết 1.250.000. Vâng, chào thầy Tám. Trần Báo, yên tâm Báo ơi. Yên tâm đi. Tình hình ở Nghi Xuân ổn là được rồi. Mày về mày làm sếp rồi mày bỏ bê anh em, mày đâu có nghĩ đến anh em đâu. Giá như hồi xưa mà mày nằm lại biên giới phía Bắc hay là tao nằm lại trên đấy thì cũng về đây gặp nhau đâu. Giờ về mày làm sếp mày đâu có nhớ gì đến bọn tao đâu. Dạ con cảm ơn chị Mai ơi. Lại chìm tí cho nó phấn chấn lên để tiếp tục gì. À Đặng Duy ơi, không cần đâu, có mình đây thôi, có ai đây đâu. Có mình một không gian. Đó. Một mình một không gian. Chả có ai cả. Con cảm ơn chị nhiều nha chị Mai. Cái này thì không phải mình đừng có nặng nề với nó lắm, thật sự đấy. Là vì cái mấy cái virus này á, thì nói thật sự mà nói thì nó cũng ghê gớm. Nhưng mà ghê gớm với người không biết thôi. Đừng có chủ quan với nó. Chứ còn nó có ra ngoài không khí thì cũng được bao nhiêu giây, bao nhiêu phút nó chết thôi. Chứ không nó đâu có mãi vậy được. Cơ bản là khi mình tiếp xúc á, mình phải thận trọng. Alo ạ. Xem chị Nguyễn không anh? Dạ đúng rồi ạ. Dạ em chị này em đang ở khu cách ly 87 tại trường học của trường. Rồi em biết. Ừ. À cái đấy thì bây giờ quan trọng là em đã ở khu cách ly rồi thì em phải thì thông báo với người ta để người ta cho cái hướng đến chứ. Dạ sao anh? Thế em phải thông báo em đã ở trong khu cách ly rồi thì em phải có cái hướng đến. Có nghĩa là em báo với cái người mà nhân viên y tế ở đâu cũng cái gì đó để người ta cho đi đâu thì khi đó em mới gọi lại cho anh. Thì bây giờ là em cứ liên hệ đi chỗ nào chắc chắn khi đó em hẳn điện cho anh. Chỗ bệnh viện nào nhận rồi khi đấy em mới điện lại cho anh nhá. Là khi đấy anh mới điều xe đi chở em đi vậy thôi. Ừ. Em xác minh chắc chắn thì em gọi anh nhé. Vâng. Rồi cảm ơn Trần Báo nhá. Vâng cảm ơn Hoàng Nhung, Nhung Hoàng. Để nó có chậm rãi thì uống hết ly cà phê. Còn 20 phút nữa mới bắt đầu. Nói chung thì khi mà bình thường á, thì đói cũng Sài Gòn, giàu cũng Sài Gòn, đi chơi cũng Sài Gòn, cái gì cũng Sài Gòn. Nhưng mà khi dịch bệnh nổi lên thì muốn rời Sài Gòn càng sớm càng tốt. Vâng, xin chào Đỗ Thắng. Chứ còn cơ bản thì nói thật là nếu như
mà cá nhân một con người, mà ý thức một con người ấy, mà có ý thức từ đầu là không đến nỗi đâu. Cái này là do mình, chứ đừng có nói gì ai hết. Alo ạ. Vâng ạ, tôi Hùng đây ạ. Nhưng mà cho anh hỏi cái là em đã test cho cụ chưa? Em có mua test được. Không, em có thử test được. Bây giờ vậy thì em báo phường đi, để phường người ta cho một cái phương án. Chứ bây giờ em có bảo anh đến thì chả giải quyết được cái gì cả. À vậy ạ. Ừ, em báo phường trước đi nhá. Chưa nói vậy chứ Sài Gòn thì cũng tứ xứ thôi mà, chứ không phải như ở quê hương ta. Thậm chí nhiều khi cũng do cái ý thức nữa. Nhiều khi nói thật chứ, mình đi đón một ca F0 bảo người ta vô nhà người ta còn vô nữa, bảo người ta kéo khẩu trang lên người ta còn lạt cả mình nữa kìa. Vâng, xin chào bác Lê Thanh nhá. Lâu lắm rồi bác gặp bác Lê Thanh, từ hôm ở ngoài Phú Yên tới giờ bác Lê Thanh à. Đồng xoài mưa hay nắng thì không quan trọng, cứ trông đồng xoài làm sao yên là được. Đồng xoài thì mới có 2 ca tử vong thôi, cố gắng giữ gìn. Nhưng mà các lãnh đạo với các đội phòng chống của Đồng Xoài thì Bình Phước mình là tốt ấy. Rất căng. Rất căng. Mà cũng phải căng như vậy mới được, chứ không mà để các anh cứ chui cứ lủi lung ta lung tung là chết. Anh cảm ơn em nha Trần Ngọc Linh. Chưa nói thật, nói ra ở mình đây còn đỡ này, ở các cái khu phố sầm uất đây còn đỡ. Chứ còn sang bên quận 4, quận 8 một bên là sinh hoạt ẩu lắm. Ẩu. Chính vì cái ẩu đấy đâm ra là nó phát tán. Chứ còn như người ta đã khoanh vùng cho rồi thì yên à. Mà thứ hai nữa là cũng tội là vì chưa bao giờ cái người dân miền Nam mà người ta bấp những cái như thế này. Cho nên người ta không có sự chuẩn bị gì hết. Người ta chỉ có gì là ngoài tiền thôi, chứ không phải như ở quê ta. À. Alo. Dạ thưa chị ơi, nhà của em bây giờ mẹ em là chào Nguyễn Xuân. À bị F1, cái đã F1 mà khó thở thì bây giờ cũng phải báo phường trước, báo y tế tại chỗ trước. Không, chờ lâu thì em cũng phải chờ vì em có thể là họ đang bận nhiều việc khác nữa. Đấy, mà nếu như em nói thì bây giờ là có hiện tượng mà đang nhẹ nhàng vậy thì cũng chưa đến gì. Em cứ tiếp tục liên hệ họ đi. Chứ bây giờ anh đến cũng không giải quyết được cái gì cả. Ừ. Tức là mọi người biết sao, cái thông tin á, mà tại sao cái gì ai người ta cũng hỏi. Cho nên cái quan trọng là cái thông tin nó quan trọng lắm á. Rõ ràng khi tôi đưa xe về đây từ khoảng tầm 9 giờ ngày 20 tôi đưa ra một cái thông báo là tôi có mấy chiếc xe phục vụ bà con miễn phí như vậy đó. Thế là các anh các chị là cứ sao đi chép lại á, sao đi chép lại. Rồi là coi như là loãng xiến lên là nói không đúng với cái của mình nói. Mình nói là có xe phục vụ miễn phí bà con 24/24. Nhưng với điều kiện là phải có nơi đi và phải có nơi đến. Thế nhưng mà đến khi là các anh các chị chép về là bắt đầu là bây giờ người nhà muốn vô chợ đấy, muốn vô Phạm Ngọc Thạch, muốn vô một năm, muốn vô chỗ này chỗ kia là cứ điện thoại đến đây là đi được. Thế là đâm ra là bây giờ cái gì người ta cứ có cái số đấy rồi là người ta cứ gọi. Nhưng mà người ta không hiểu cái trình tự. Không hiểu cái trình tự. Thậm chí có những người là bảo là có bảo hiểm ở đó. Có bảo hiểm thì cũng phải chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên chứ. Mà các cái bệnh viện lớn của Sài Gòn là tuyến trung ương, đâu phải tuyến địa phương đâu. À, thì mình cũng phải có một cái trình tự. Chứ không thể như đâm ra là cái thông tin trên cái mạng xã hội nó quan trọng lắm. Nhưng mà từ từ nó sẽ sàng lọc. Thế rõ ràng là tôi đưa xe về đây, tôi làm ở đây,
mà rồi đến khi có những cái trang mà không chính thống á, nên vừa rồi là bị an ninh mạng là đánh sập luôn á, là vì trang không chính thống đưa ra là nào nói là số giả rồi số không đúng rồi kêu gọi chuyển tiền. Đến khi tôi điên quá tôi làm cho đơn lên trên ấy. Tôi bảo ai mà kêu chuyển tiền cho tôi một ngàn thôi, tôi cho 100 triệu. À, thế đến khi là phát minh là xác định ra là đây là những phe thù địch ghê gớm vậy đó, phe thù địch. À, mà tôi đã nói rồi, trong quyết tâm của tôi là một ngày á, là tôi không cần nhiều, 2 chiếc xe tôi một ngày cứu 30 người thôi, thì trong vòng 2 tháng tôi phải cứu được 2.000 người. Tôi chưa nói đến tập thể, tôi nên cá nhân thôi. À, tôi nói thật, tôi nói công khai trên mạng xã hội luôn, có những người mà tôi đưa họ đi bây giờ họ khỏe, mà con họ ở bên nước ngoài còn đóng cái vai khác bảo là muốn chuyển tiền cho tôi. Thế này, đóng cái vai khác nhé, không nói là con cái người đó, mà đóng vai người khác bảo là tôi là một cuộc tổ chức mà bây giờ tôi cầm số tiền rất là lớn tôi muốn chuyển cho anh. Nhưng mà tôi nói thành thật luôn, tôi đây biết đến nhau xin cảm ơn, còn tôi không nhận là vì tôi không rảnh ăn rồi để đi giải trình những cái đó, vậy thôi. Chứ còn đó, cứ làm đi chứ đâu phải là tiền đâu. Có những người gia đình chỉ có bố mẹ với một người anh người chị ở đây thôi, gia đình bên Mỹ hết đó, cầu cứu xe 3-4 ngày không được, đủ duyên gặp với tôi, tôi đưa sang đến nơi tôi bảo cần thiết cái gì tôi mua cho luôn, tôi có biết họ là ở bên Mỹ đâu, vì là có tiếp xúc với họ đâu mà biết. Thì đến khi là người ta chụp nguyên cả bàn tay, người ta lại người ta gửi về đây luôn, tiền có 3-4 ngày trời không liên hệ được một cái xe để mà đi cái bệnh viện, thì họ có tiếc gì đâu. Thì mình mà tham lam thì bảo chứ tôi đi làm thiện như vậy rồi là cứ kêu người này người kia, tôi đừng cần nhiều, một nhà góp cho tôi 1 triệu, hôm bây giờ tôi có bạc tỷ à. Thế nhưng mà mình á, là cha ông đã nói rồi, mở miệng phải mắc quai, nên mình cứ thẳng cái đầu miệng mình mà làm mà nói khỏi, là vì cái tiền đấy mình cầm về cũng ăn được, mà mình cũng đi cho chúng sinh thôi đó. Nhưng mà phải rõ ràng ai chỗ nào bao nhiêu, tôi không rảnh để tôi đi làm việc đó, thà trong túi bây giờ có 1 triệu tôi đi làm hết 1 triệu thôi vậy thôi, cho tôi cũng đủ sức để mà ấy nữa. À, cho nên vừa rồi đây là có một số anh em thấy thương quá, vô là những cái nick ảo và nói xấu này cái nọ. Tôi bảo trời ơi, con người ta đối diện mặt nhau đây mẹ, ném đá vào mặt nhau còn chưa được nữa, chứ đừng nói cái chuyện. À, thì cho nên là ta phải hết sức, trong lúc này hết sức thận trọng, chứ không những cái thằng mà những cái kẻ mà cơ hội nó ghê gớm đó, nó phá ta, nó phá con cháu ta. Trên loại ra đi. Sáng nay tôi đi đón bên quận 10, tôi nghe cái bà cái nói, tôi nghĩ là này là có chiêu thức mới nữa, đi chợ dùng mà chuyển tiền với tiền mua 1 triệu, có 1 triệu thôi. Thế đến khi là gọi lại là oi e luôn. Đó. Cho nên cái người mà đã bất chấp đồng tiền thì nó có bất chấp tất cả. Thôi. Xin chào bác Mỹ Hạnh. Dạ, bác cũng cố gắng có những cái gì trong tầm tay thì cũng cố gắng giúp đỡ nhân dân lúc này. Mà cảm ơn anh Nam nhá. Cảm ơn bác Hồ Chí. Thời gian em ở đây thì cũng còn chắc còn khoảng tầm 2 mấy ngày nữa thôi, cũng cố gắng. Là tròn nguyện 2 tháng với Sài Gòn. Cậu cứ chia sẻ thoải mái. Tôi là cái thằng bộc trực và có gì tôi nói nấy, tính tôi là vậy đó.
Chứ tôi không giấu giấu gì nhé, vì là bản tính tôi không sợ bất cứ một cái điều gì. Tính tôi là thẳng. Cảm ơn Huỳnh Thật, cảm ơn Nguyễn Hợi, cảm ơn Lại Loan. Chứ còn mình đừng có làm gì khuất tất, đừng có làm gì mà mình phải áy náy thôi chứ. Mình cứ ngang nhiên mình bước thì thôi chứ. Chứ còn nói thật ra mà nói chứ, như tôi bây giờ nói thật chứ, đi xin chỗ nào cũng có tiền. Tôi nói thật, tôi đi từ Nam ra Bắc, tôi đi sang Lào, Campuchia, tôi không có đồng nào túi, tôi vẫn đi bình thường. Tôi hứa như vậy đó. Có lẽ tôi đi từ đây mà ra ngoài Bắc á, đến 5 năm tôi cũng chẳng chết đói. Thật sự luôn. Mà cũng cứ có tiền xài à, thì mình cứ làm đi, mình cứ cho đi, rồi mình sẽ được nhận. Đó. Chứ bây giờ tôi chưa nói ai, tôi nói tất cả những cái người mà đã từng, mà mình đã từng gặp gỡ họ trong cái cơ duyên. Chẳng nhẽ bây giờ tôi đến bữa ăn họ không cho á, hay tôi bảo bây giờ tôi đi lỡ đường xin họ 1 triệu 2 triệu họ không cho á. Nói thật, có nhà không có, vẫn bán con chó, con mèo, con gà, vịt để cho tôi 2 triệu ấy. Nói thật. Là vì tôi biết có những người mà có những cái gia tài họ cảm thấy quý nhất, có những cái họ giữ cả mấy chục năm họ vẫn sang cho mà. Nhưng mà không nhân. À, thì cho nên là tình người là trên tất cả, chứ không đừng có nói. Có những cái ông mà có những cái ly uống rượu mà hàng trăm năm rồi mà vẫn đưa ra tặng cho tôi mà, nhưng tôi không biết uống rượu. Nhân tôi nhân. À. Còn ai vô nhà tôi thì thấy nhà tôi chả có gì ông nhà. Làm cái rào kéo đầu này đến đầu kia. Chứ không có gì trong nhà đâu. Mà tôi cũng đam mê. Tôi cũng đam mê là phải này cái nọ. Cho họ là nhá. Tôi nói o là o bởi đi mà bắt tôi đi xuống Củ Chi nữa là người ta bắt nhốt tôi là o đáng chịu á. Cảm ơn Xuyên Đình Phương nhá. Thôi còn mấy phút nữa phải đi rồi. Thì cho nên chào chú Quyên. Bữa trước anh về ngoài công an Hà Tĩnh dừng xe mà anh nhắm điện cho chú. Chào bác Lê Hồng Mến. Xin phép mọi người còn lý cà phê uống nốt để chắc đêm nay thì cũng nghỉ hơi muộn. Chắc đêm nay thì cũng sớm cũng phải 11, 12 giờ. Dạ, cảm ơn Hoàng Minh Tuấn. Cứ làm đi, cứ sống tốt với nhau đi. Đời nó không lấy không quả cái gì đâu. Rồi đừng có tầm bậy tầm bạ. Đừng có những cái video thì không đưa đầu đến cuối, rồi cắt chỗ này cắt chỗ kia, rồi thêm bớt, rồi xóa tiếng, rồi để cái mặt tốt thì nó sẽ ẩn đi đâu. Toàn thấy trôi cái mặt xấu lên. À, xấu thì mình cũng là con người Việt Nam, cũng ở trong cái đất nước này, cũng con cháu mình ở đây chứ đi được đâu. Thế tại sao mình đưa cái tốt lên để nhân rộng ra cho nó, mà đưa cái mặt xấu lên chi? À, anh cảm ơn nha Hải Lý. Đúng à, trong nhà thì có bộ bàn ghế là duy nhất á. Dạ cảm ơn bác Nguyễn Tiên Phương, cảm ơn Lai Hồi nhá. Không lo gì, đen gầy mai mốt về cửa lò về Vinh mấy bữa béo lên liền thì trâu luôn, mấy bữa là nó béo lên thôi, có gì đâu. Chứ nhân rộng cái mặt tốt lên để cho con cháu mình nó nhìn vào đấy, để nó sống, để mình cũng sống một thời thôi, một đời thôi. Có những người thì chỉ được 50-60 năm, có những người thì 30-40 năm, nhưng mà để lại những cái tốt. Là vì xã hội mình muôn thuở thì cái tốt nó sẽ nhân lên thôi. Cái gì không phải, mình không trừ khử nó. Thế nào, anh em bà con không trừ khử nó thì xã hội nó cũng trừ khử nó, vậy thôi. Cho nên nhân rộng cái mặt tốt lên. Chào bác Huỳnh Thật.
để con cháu mình nó nhìn vào đấy nó sống. Cho nên thường là tôi hay nói với con gái tôi cũng vậy thôi. Bây giờ mình ra đường mình chở theo đứa cháu đằng sau mà mình vượt cái đèn đỏ thì ý chóc bữa sau đứa cháu nó cũng học theo ông nó vượt. À, cho mình dừng lại mình phân tích cho nó ở đây đèn đỏ là cấm này thì lần sau nó nghe thôi. Mà giờ đa số là bọn trẻ cho nó bay cho mình ý, giờ nó nhận thức của nó cao. Cho nên nó thật ra bây giờ cái lớp trẻ nhá, mà những đứa con cháu mình bây giờ học cao, nó biết hết. Nó biết từ ngân hàng nào là ngân hàng là này kia nọ, nó biết là từ cái đơn vị, từ cá nhân nào là không tốt và không tốt, nó biết hết. Cho cái lứa như ta với các bác phía trên em tí là người chả biết cái gì, biết mơ mơ màng màng vậy đó. Biết là trái thanh long thì nó màu đỏ, trong ruột nó màu đỏ, mà biết thì trái thanh long màu trắng, trong ruột nó màu trắng thôi. À, biết để cho sâu trong là chả biết nó cái gì đâu cả. Cho nên ta hay bị cái chế độ thù địch với những cái con người mang cái tâm địa xấu á, lợi dụng ta thật sự luôn á. Rồi thứ hai nữa là em nói nhắn nhủ với các bác cựu chiến binh có một vài người thôi. Cuộc đời ta đó, ta đã cống hiến, cuộc đời các bác đã cống hiến cho bao nhiêu là xương máu, bao nhiêu công sức để giữ cái đất nước này cho con cháu mình. Thì bây giờ đây mình đừng có đòi hỏi nhiều quá, đừng có lên án những cái là không quan tâm này. Thì xưa các bác cũng tự thân cứu thân thì cho nên đừng có trách móc nhiều quá. Mình làm gì cho tổ quốc, mình làm gì cho đất nước, đó là làm cho con cháu mình, chứ không phải làm gì cho ai cả. Trên đừng có đòi hỏi và đừng có bị ma mị nhiều quá. Còn quan điểm em là các bác thông cảm, bác nào cảm thấy hợp thì chơi, không chơi hợp mời các bác enter, không sao hết. Nhưng mà các bác cũng thông cảm, cho nên nhiều khi các bác mà nói mà ấy quá là em cũng ưa đâu, em không ưa, cho dù là ai, cha đẻ em, mẹ đẻ em, anh em ruột thịt trong nhà mà không cùng chí hướng em cũng enter, chứ đừng nói là chuyện bạn bè anh em. Đó, giống như là hôm nay này là thằng em trai ở ngoài bộ tư lệnh biên phòng á, là nó đang vô, chuẩn bị vô để là tiếp tục ứng cứu và để là chống dịch ở đây, thì vô đây thì hai anh em gặp nhau vậy thôi. Đó, nhưng mà nói vẫn nói nó mày phải kỹ tí, lỡ tao có chết thì mày còn chăm cha mẹ, à, chứ không mà tao mày một chết mà mày cũng chết nữa là không ai. À, vậy thôi, chứ có gì đâu. Nhưng mà bây giờ bỏ bê nhưng mà được, vì là nhiều người cũng muốn vào Sài Gòn để giúp đỡ bà con anh em Sài Gòn trong lúc này, nhưng mà tầm chưa đủ, đi lại cũng được này, đúng nè, và cũng không biết cái cách thức và cũng không có sức khỏe để mà làm. Nhưng mà em hơn các bác cái là ông trời ông phú cho em sức khỏe, thì vì em nghĩ là cuộc đời em cho sức khỏe đi nhiều thì sẽ được nhận lại thôi, đúng không? Thì cũng giống như tiền bạc thôi, em cho đi thì em có cái lấy về để em làm thôi, vậy thôi. Cho nên ta thống nhất quan điểm với nhau là như vậy đi. Hả? Cứ gặp nhau là tay bắt mặt mừng thôi. Xin phép chào cả nhà, anh chào em Thuận Lê nhá, chào Tống Phước Long nhá, chào bác Huỳnh Thật, chào bà cô Hải Lý nhá. Chứ mà gái Nghi Xuân là ghê gớm lắm á, gái dân xứ Nghệ là ghê gớm lắm, không dám trêu đâu, trêu vào trò tết. Trêu gái Soviet không dám trêu đâu, sợ lắm. Rồi, xin chào mọi người, để em mặc đồ em đi, cho nó tròn cái bổn phận. Không có lè lưỡi gì hết, sợ lắm. Chào cả nhà nhá, anh chào Đình Nhân nhá. Để anh mặc đồ anh đi, đến giờ đi, người ta đi giải chiến rồi. Nói đúng rồi, nói to hả? Nói to cho ế luôn mà đâu thấy mẹ gái mẹ xứ Nghệ ế đâu. Dạ, cảm ơn Đỗ Thắng.